Hello, xin chào tất cả mọi người. Mái tóc hôm nay là một cái mái tóc mới của chính nha. Nói chung là mới cắt tóc xong. Ten thì mọi người biết cái này là gì không? Cái này là cái móc khóa của cái dây nịt. Ở miền Nam của chính hay gọi cái cọng dây mà thắt lưng nè, gọi là dây nịt. Còn mà chúng ta thường hay cái tên mà mua sản phẩm á, các bạn gõ cái đầu thắt lưng thì như nó mới ra hay vậy. Chứ còn cái dây nịt không chừng là tìm không được đâu. Cái đầu của chính thì sau khi mà chính gọi là nằm suy nghĩ vẩn vơ thì chính mới phát hiện ra, đang tìm kiếm một cái gì đó để khách làm video á, thì chính mới phát hiện ra là cái đầu dây nịt của chính trong trơn à. Đây là cái cơ hội để cho chính khắc một cái gì đó lên trên đây. Và chính cũng suy nghĩ đó là chính sẽ khắc cái tên của chính lên cái đầu dây nịt này nè. Cái đầu dây nịt màu đen mà khắc lên mà nó hiện lên cái ở phía bên trong màu trắng á, thì quá là đẹp luôn. Chính nghĩ là nó sẽ màu trắng thôi. Và hôm nay thì phải thử nó mới biết ha mọi người. Và bây giờ thì chính phải đi thiết kế cái tên của chính và khắc lên đây. Mọi người cùng chính tìm hiểu xem là nó khắc lên đây có đẹp hay không nha. Nhìn thấy cũng khá là khác biệt đấy chứ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khắc lên cái móc khóa dây nịt này nha. Let's go. Hiện tại thì chính đang trong cái ổ của chính. Cái ổ mà chính mọi ngày hay khắc cho mọi người xem đây. Tiếp theo thì chính sẽ thiết kế một cái tên của chính. Và chính nghĩ chắc khắc tên nó hơi sớm nha mọi người. Bây giờ chính nghĩ là chắc chúng ta khắc cái gọi là cái chữ cái đầu tiên của cái tên đi, thì nó cảm giác nó đẹp hơn nha. Rồi, cái tên của chính là tên Điền. Và chính sẽ khắc chữ D. Rồi bây giờ cho mọi người xem cái chữ D của chính chuẩn bị khắc ha. Đây là cái kiểu chữ mà chính chuẩn bị khắc lên cái đầu móc khóa của cái dây nịt của chính ha. Rồi bây giờ thì chúng ta khắc thôi xem nó như thế nào nha. Chính cũng đang rất là hồi hộp, bởi vì nếu mà khắc không được thì xem như bỏ cái đầu móc khóa dây nịt của chính luôn. Còn nếu mà khắc được thì nó đẹp. 1, 2, 3, vô luôn. Rồi cái đầu khóa dây nịt của chính đã khắc xong rồi, không biết nó như thế nào đây. Nó cũng hiện chữ lên nè mọi người. Nhưng mà nó không được như cái mong muốn của chính này. Nó vẫn còn là chữ đen chứ không phải là chữ trắng. Nói chung thì cũng khá là ok đấy chứ. Để chính lau sạch sẽ lại coi như thế nào ha. Mọi người ơi, sau khi mà chính lau sạch sẽ lại thì nó thật sự lên màu trắng nè. Nó đã tách được cái lớp sơn bên ngoài và nó lên màu trắng rất là đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn nè trời. Chính tưởng đâu là nó lên màu đen vậy là đâu có thấy gì. Và ai ngờ đâu nó lên màu trắng. Quá ok luôn mọi người ơi, thành công rồi. Đẹp, không bỏ cái móc khóa này. Yeah, như vậy là chính đã thành công rồi. Không bị bỏ một cái gọi là khóa dây nịt của chính. Nói chung là rất đẹp luôn nè mọi người. Nó lên cái chữ màu trắng là như chính dự định. Và rất đẹp luôn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Có móc khóa đặc biệt cho mình rồi.